Tuần qua tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, đại đội pháo binh 34 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tăng cường cho sư đoàn 302 diễn tập chiến thuật bắn đạn thật vào mục tiêu của địch, tình huống giả định tấn công đổ bộ vào bờ biển trong trận địa phòng không. Đại đội được biên chế 2 khẩu đội pháo 105 ly với quân số 39 đồng chí tham gia diễn tập. Sau gần 2 giờ thực hành diễn tập bắn đạn thật theo 6 vấn đề huấn luyện chiến thuật pháo binh trong đội hình chiến đấu hợp đồng cho cấp trên, 2 khẩu đội pháo 105 ly của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiêu diệt toàn bộ mục tiêu trên biển được giao. Với thành tích xuất sắc và bảo đảm an toàn tuyệt đối, đại đội pháo binh 34 được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương khen thưởng, tặng quà.